Dạ em Phúc thì giờ là em vừa đến để chuẩn bị vào thắp nén hương cho cô mà ở quận 12 mà bị một người con trai sát hại gơ cái đầu đó cô chú anh chị. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị cùng theo chân em đi vào phía bên trong để chuẩn bị tiễn đưa cô đi hỏa táng ở Bình Hưng Hòa nha cô chú anh chị. Hiện tại giờ là 6 giờ kém sáng, chưa được 6 giờ đâu cô chú, thì em đang có mặt. 7 giờ thì sẽ làm lễ động quan để di chuyển quan tài cô về hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh đi cô chú. Thì bây giờ là mấy anh em bên đội mai táng đã đưa xe đến đây nè cô chú anh chị. Đây, mấy anh em bên mai táng đưa xe tới rồi đây. Thì bây giờ phía bên trong là thầy đang cúng cúng cơm nha cô chú. Thì sau đó là đến khoảng 7 giờ sáng đó cô chú thì sẽ làm là lễ động quan để di chuyển quan tài của chú đến hỏa táng tại Bình Hưng Hòa nha cô chú anh chị. Dạ em mời cô chú anh chị cùng theo chân em. Xe bên mai táng đến rất là sớm cô chú anh chị. Còn phía bên đây là đi thẳng cái hẻm này là chạy vô nha cô chú. Đây cái hẻm mà đang bị nước nước nè. Nước này xả qua nước người ta sử dụng xả ra xăng. Chạy thẳng vào trong rồi quẹo qua một cái hẻm nhỏ nữa nha cô chú anh chị. Dạ em mời cô chú anh chị theo chân em ạ. Mấy anh em bên càng tay của mai táng nè cô chú. Đây là mấy anh em bên càng tay. Đây là cô chú. Đây là trong đám đây. Đang làm lễ động quan nha cô chú. Thank you.
Giờ đám tang bắt đầu là di chuyển cổ quan tài ra xe đây cô chú. Thì trong này là xe hơi nhỏ đó cô chú anh chị. Xe quan tài bắt đầu ra nè cô chú. Dạ bây giờ là cổ quan tài được đang bê từ ở trong hẻm ra ngoài để di chuyển về quận 12. Xin lỗi thưa Bình Hương Hòa để hỏa táng nha cô chú. Đám tang là đang bê ra tiếng gần tới xe đây cô chú. Đây là bà con đưa đám à. Dạ thì bây giờ là quan tài B gần ra đến lên xe để di chuyển đi xuống lò hỏa táng á cô chú. Thì qua cái cua chỗ này thì nó rất là nhỏ, nó chỉ có hơn 1 mét thôi nên thì cũng không có đi theo được. Thì vừa qua cái cua đó là đã đến chiếc xe chở áo quan rồi cô chú. Thì có lẽ là em sẽ bọc ra ngoài đường bên hông, tại vì B quan tài đi qua đường này mình đi xe qua nữa thì nó chặt chội quá, không đi được. Tại chỗ cái cua nó chỉ có hơn 1 mét thôi. À, vừa bê cái quan tài qua thôi, chỗ cái cua nó hơi gắt đó cô chú, cái đường nó nhỏ nữa. Thì em cũng xin kết thúc video và xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị video và clip tiếp theo. Dạ em kính chúc quý cô chú anh chị, quý khán giả xem video gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cô chú bấm cho em xin một like, đăng ký, chia sẻ giúp em. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ. Dạ bye cô chú anh chị. Bye bye. Bye cô chú.